Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Compa Marketing. Trong video ngày hôm nay, Tài sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn tạo ra một cái pop-up đơn giản trên Elementor ha. Thì cái pop-up này đơn giản là mình chỉ cần tạo ra một cái xong rồi để người ta điền form, điền trong cái form đó và cái thông tin mà người điền form đó nó sẽ gửi trực tiếp về email của bạn ha. Đấy, ví dụ như bạn hiển thị ra một cái pop-up tặng cho họ một cuốn sách hay là tặng cho họ một cái gì đó mà liên quan tới cái nội dung trong cái bài viết của bạn đọc đó. Rồi ok, thì trước khi các bạn bắt đầu tạo một cái pop-up và để nó có thể gửi email về cho các bạn phải đảm bảo được rằng cái website WordPress của bạn là đã cài một cái plugin có SMTP hoặc đấy, mình sẽ gọi là SMTP ha. Thì các bạn sau khi cài plugin SMTP thì nó mới có thể là gửi email về đến cái email nhận của bạn được ha. Thì ở đây là mình sẽ chọn cái thằng mình vào cái kho plugin và mình gọi cái thằng là SMTP. Thì mình sẽ chọn SMTP của WP Form ở đây ha, rồi mình sẽ cài đặt. WP Form hơn 2 triệu là kích hoạt nha các bạn, rất là uy tín. Rồi mình đợi nó cài xong rồi nó kích hoạt, mình sẽ cấu hình cho nó, mình activate lên. Rồi ok, thì mình vào cái plugin này mình thiết lập nè. Mình thiết lập cái gì? Mình thiết lập cái phương thức gửi email. Đấy, mình thiết lập cái phương thức gửi email. Ở đây mình thích phone luôn. Rồi ok, mình sẽ chọn cái gọi là other SMTP. Đấy, ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái server của Google, SMTP của Google để mà gửi email ha. Thì ở đây mình sẽ điền cái dòng này là smtp.gmail.com và mình chọn cái cổng là TLS. Đấy, username, phần username và password này mình điền cái gì? Đấy, các bạn quay trở lại cái giao diện Gmail, Gmail của các bạn nha, không phải là Gmail của mình đâu. Không phải Gmail của Tài, Gmail của các bạn á. Rồi, các bạn copy cái username, nó chính là cái mail của các bạn nè. Lưu ý một lần nữa là các bạn copy cái Gmail của các bạn, không phải là Gmail của mình. Rồi các bạn vào giúp Tài quản lý tài khoản Google ở đây. Các bạn vào phần bảo mật. Đấy. Thì trong cái phần đăng nhập vào Google này, nếu như bạn chưa có xác minh hai bước thì bạn cần phải bật xác minh hai bước. Thì sau khi xác minh hai bước xong, các bạn mới truy cập được cái mật khẩu ứng dụng để mà ta gửi email. Ta gửi email từ WordPress, từ website WordPress về Gmail của bạn ha. Rồi mật khẩu ứng dụng nè, thì trong cái giao diện mặc định thì nó chưa có gì trong này đâu, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái ứng dụng gọi là ứng dụng gửi mail, ok ha. Giờ chúng ta sẽ tạo đấy. Thì Google nó sẽ cấp cho bạn một cái mật khẩu ứng dụng đã tạo, chính là cái mật khẩu này. Và các bạn copy cái phần này, các bạn đưa vào thiết lập SMTP. Đấy, dán ở đây. Các bạn lưu lại SMTP password nha các bạn, không phải là password của cái Gmail của các bạn đâu. Thành ra các bạn phải điền cho nó đúng. Đấy, copy. Điền vào đây. Rồi ta lưu lại ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra email xem thử là cái email khi mà website WordPress của bạn nhận được á, nó có gửi về cái mail cho bạn không hay là nó không gửi được. Đấy, bây giờ xem tiêu có nghĩa là mình sẽ gửi một cái thử một cái mail xem thử là nó có hoạt động hay không nha. Nếu không hoạt động thì mình phải coi lại cho nó kỹ. Mình tải lại cái trang này đi ha. Mình tải lại cái trang này và mình nhấn gửi email.
Rồi chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ gửi email ha, xem thử là mình có nhận được hay không. OK, thì chúng ta đã gửi thử nghiệm cái máy chủ gửi mail và nó đã gửi đến cho mình một cái email thành công. Có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là chúng ta thiết lập đúng hosting của bạn không chặn email đến, và đồng nghĩa với việc là chúng ta luôn luôn chúng ta nhận được một cái thông tin từ cái việc mà điền form, và chúng ta sẽ sắp thiết lập tới đây ha. Rồi, OK, check vậy là được rồi. Rồi, OK, chúng ta sẽ quay lại cái phần pop-up builder, và chúng ta sẽ tạo cho mình một cái pop-up một đi ha. Đấy. Trong cái pop-up một này á, Tài sẽ chọn OK, Tài thấy cái này hợp lý nè, Tài chọn thử một cái này nha. Rồi chèn, đấy thì đây chính là một cái pop-up mẫu mà được thiết kế bằng Elementor rất là đơn giản các bạn, như việc kéo thả thôi. Cái việc mà mình chỉnh sửa cái pop-up này nó không khác gì mình chỉnh sửa trang, chỉnh sửa giao diện như là những cái video trước ha. Đấy. Rồi, form, cái này mình chỉ quan trọng form thôi. Form thì có gửi đi được hay không? Ở đây là trường tên, mình thêm một cái mục nữa là thôi tạm thời để vậy đi. OK, email ha. Rồi, button. Rồi. Đây là cái hành động nè, cái hành động mà sau khi khách hàng điền form. Đấy, email này có nghĩa là nó sẽ gửi về email đấy. Đây nè. To có nghĩa là tất cả những cái lượng điền để download trên này nó sẽ được gửi vào cái mail này. Và nó sẽ có một cái nút là mình sẽ chỉnh sửa này luôn. Ê, Tài ơi, có người điền form trên nè. Ví dụ như vậy ha. On field có nghĩa là tất cả các trường, hay mình có trường email thì nó sẽ gửi email, còn có thêm trường tên thì nó sẽ gửi thêm cả trường tên nữa. Còn đây là cái tiêu đề của cái email đó, tiêu đề của cái email mà nó sẽ gửi cho mình. Rồi, OK, from mail này đặt gì cũng được ha. Okay, nó. Rồi step setting additional. Rồi mình sẽ kiểm tra lại nè. Sẽ kiểm tra lại. Cái này mình chỉ làm pop-up đơn giản thôi. Còn những cái pop-up phức tạp thì Tài sẽ có một cái series hướng dẫn sau, tại vì nó sẽ liên quan tới chiến dịch marketing, chiến dịch tạo cái món quà cho thị trường. Thành ra là cái việc này mình chỉ đang testing xem thử là khách người ta điền form mình có nhận được hay không thôi. Đấy, OK thì mình sẽ xuất bản ha. Đấy. Rồi, đây là mình chọn điều kiện nè, trên toàn trang luôn. Rồi, tiếp theo. Cái trigger này có nghĩa là mình chọn cái điều kiện giao thoa đấy. Đấy. On page load có nghĩa là mình sẽ chờ cái website của mình nó load 5 giây. Đấy, nó load 5 giây thì cái pop-up nó sẽ hiện ra. Rồi next rule. Cái này là mình chưa cần phải điền đâu ha, chưa cần phải làm đâu, tại vì mình chỉ làm đơn giản một cái demo một cái pop-up thôi. Rồi lưu lại. Đấy. Hooray, pop-up của bạn đã hoạt động. Rồi OK. Đấy. Bây giờ ta muốn kiểm tra cái pop-up này
thì chúng ta sẽ ok, chúng ta sẽ vào ẩn danh nha. Ẩn danh là nó sẽ không lưu cái lịch sử lại thì mình kiểm tra dễ hơn. Chúng ta chờ đúng 5 giây như lúc nãy chúng ta đã thiết lập ha, là nó sẽ hiển thị ra pop-up rồi. Đúng rồi, ok. Giả sử đây là một cái form điền nhận thông tin món quà đi, thì mình sẽ gửi lại là tao là bài nè, tớ là tôi là tài nè@gmail.com đấy, và mình nhấn download now. Nếu chúng ta nhấn gặp lỗi như thế này thì làm sao? Đấy, có lỗi vì chúng ta quay lại cái phần design cái pop-up này ha. Rồi chúng ta về lại cho tại cái phần email này và chúng ta chọn cái advanced. Chúng ta điền cái ID của chúng ta là form 1. Rồi, chúng ta cập nhật. Chúng ta tắt website đi ha, chúng ta sẽ mở lại ẩn danh để không lưu lịch sử nha các bạn. Đấy. Rồi chúng ta đợi một vài giây để bỗng hiện ra, chúng ta điền. Rồi các bạn chờ một lúc ha. Rồi, nó thông báo là the form was sent successfully, có nghĩa là cái form, cái người điền thông tin này nó đã gửi về cái Gmail setup của bạn ban đầu đó. Đấy, đúng không ạ? Đấy, email Tài Nguyễn, ê Tài ơi, có người điền form trên Compa Server nè. Đấy, thì nó đúng với cái khẩu hiệu sau khi mà chúng ta cài đặt ở đây không ạ? Đấy. Rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc cái video hướng dẫn các bạn tạo một cái pop-up để khách hàng có thể điền email lại và chúng ta có thể giữ liên lạc với độc giả của mình ngay trên chính cái blog, cái website của mình bằng những cái phương pháp đơn giản mà đẹp từ đến từ Elementor ha. Rồi, nếu bạn có vấn đề nào trong quá trình thiết lập pop-up thì các bạn vui lòng comment xuống bên dưới và đừng quên xem hết cái danh sách phát của mình về Elementor. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Compa Marketing. Đừng quên đăng ký kênh và chọn thông báo hình quả chuông để nhận được những video mới nhất về chủ đề Marketing Online. Hoặc bạn cũng có thể xem video liên quan bên trên hoặc bên dưới màn hình này.